Chào mọi người, lại là Lucy đây. Tiếp tục hành trình tối mùng 7 Tết Quý Mão, mời mọi người cùng mình tới thăm khu di tích văn hóa Phủ Dày tại xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định nhé. Phủ Dày là một quần thể gồm hơn 20 di tích đền chùa lớn nhỏ, trong đó có 3 di tích chính: Phủ Tiên Hương, Phủ Vân Cát và Lăng Bà Chúa Liễu Hạnh. Hiện tại thì mình đang di chuyển từ chợ Viềng sang Phủ Dày mọi người ơi. May mắn là có thổ địa dẫn đường ý, tránh được những cái đoạn mà đông người và ùn ứ. Đường hơi tối một xíu thôi nhưng bù lại rất thoáng và nhanh hơn rất nhiều. Điểm đến của chúng ta chính là tòa tháp 13 tầng kia mọi người ạ. Cùng đi thôi. Sau khi gửi xe, chúng mình đi bộ một đoạn là đã tới cổng để tiến vào chùa Tiên Hương rồi đây mọi người ơi. Chùa này nằm trong quần thể khu di tích Phủ Dày với tòa tháp 13 tầng rất là đẹp. Chúng mình sẽ vào đây tham quan trước, sau đó sẽ sang phủ chính là phủ Tiên Hương, nơi thờ bà chúa Liễu Hạnh nhé. Mình là người Nam Định nhưng thú thật với cả nhà, đây là lần đầu tiên mình tới Phủ Dày. Nghe kể thì rất nhiều rồi vì địa điểm này khá nổi tiếng và gắn liền với rất là nhiều sự tích nên mình cũng rất tò mò. Hai bên đường bày bán rất là nhiều món đồ này mọi người ơi. Quán xá đông đúc giống như là chợ Viềng luôn. Tới rồi mọi người, đây là bảo tháp Hòa Bình, nằm trong khuôn viên của chùa Tiên Hương. Tháp có tổng cộng 13 tầng, mỗi tầng được bố trí với các ban thờ Phật khác nhau. Bây giờ mình sẽ đi lên tháp và quay chi tiết từng tầng để mọi người cùng xem nhé. Sau khi rời chùa Tiên Hương thì hiện tại mình đang có mặt ở phủ chính, phủ Tiên Hương dưới đây mọi người ơi. Đây là nơi thờ Liễu Hạnh Công Chúa, một trong tứ bất tử của Điện Thần Việt Nam.
Phủ Tiên Hương này được xây dựng từ thời Lê Cảnh Trị vào thế kỷ 17 và đã qua rất là nhiều lần trùng tu, có 19 tòa và 81 gian lớn nhỏ khác nhau. Trong Phủ Tiên Hương của khu đền Mẫu Phủ Dày có 4 cung thờ. Cung đệ nhất dành để thờ Tam Tòa Thánh Mẫu, cung đệ nhị thờ Tứ Phủ Châu Bà và Ba Bộ Long Ngai, cung đệ tam thờ Đức Vua Cha Ngọc Hoàng và Hội đồng Các Quan, cung đệ tứ thờ Tứ Phủ Công Đồng, Cộng đồng Các Quan. Đặc biệt là trong phủ còn có cung cấm thờ bà Liễu Hạnh và nhị vị thánh Chầu là Chầu Quỳnh và Chầu Quế, là hai vị thánh Chầu hầu kề cận bên mẫu. Cung cấm thì mỗi năm chỉ mở một lần thôi, một lát nữa mình sẽ quay trước cửa cung cấm, mọi người xếp hàng rất là đông để vào tham quan. Sự tích về mẫu Liễu Hạnh khá ly kỳ với 3 lần giáng trần. Mình xin phép tóm lược cho những bạn nào chưa nghe kể về bà nhé. Tương truyền, bà vốn là công chúa Quỳnh Hoa, con gái thứ hai của Ngọc Hoàng. Một lần đánh rơi chén ngọc nên bị giáng xuống trần gian. Nàng đầu thai làm con gái của đôi vợ chồng già người Ý Yên Nam Định. Ngoài 40 tuổi mà vẫn chưa có con, rằm tháng 2 năm đó, vợ chồng được báo mộng là Ngọc Hoàng sẽ cho con gái thứ của mình đầu thai làm con nhà đó. Bà vợ sau đó mang thai và hạ sinh con gái vào đêm ngày 6 tháng 3 năm Quý Sửu. Cô con gái được đặt tên là Phạm Tiên Nga. Tuy xinh đẹp muôn phần và hết mực khéo léo, nhưng vì mong muốn ở lại chăm sóc cha mẹ đã già yếu nên khước từ chuyện hôn sự. Sau khi cha mẹ mất, nàng Tiên Nga đi khắp nơi cứu giúp dân lành. Cuối cùng bà mất năm 1473 thời Hồng Đức, lúc 40 tuổi. Do còn lưu luyến trốn trần gian, Ngọc Hoàng thương tình ban cho bà thêm 2 lần giáng thế nữa. Lần thứ 2, bà giáng trần làm con gái ông Lê Thái Công, bà Trần Thị Phúc tại xã Kim Thái, Vụ Bản, Nam Định ngày nay, và được đặt tên là Lê Giáng Tiên. Năm 18 tuổi, nàng Giáng Tiên kết duyên cùng tiên sinh Trần Đào Lang và sinh được một trai một gái đặt tên là Nhân và Hòa. Nhưng năm bà 21 tuổi, năm Đinh Sửu 1577 thì bỗng qua đời dù không có bệnh tật gì. Lần thứ 3, năm Canh Dần 1650, bà hạ thế tại làng Tây Mỗ, Thanh Hóa ngày nay đúng vào ngày 10 tháng 10. Nối tiếp mối duyên còn dang dở cùng tiên sinh Mai Thanh Lâm, vốn là ông Trần Đào Lang chuyển kiếp. Lần này vào lúc trần gian loạn lạc, Trịnh Nguyễn phân tranh, đời sống nhân dân vô cùng khổ cực, Thạnh Mẫu Liễu Hạnh đã đi khắp nơi cứu độ, ra tay trừng trị những kẻ ác, chữa bệnh, cứu giúp người dân cơ cực. Ghi nhớ công ơn của bà, nhân dân khắp nơi từ Bắc chí Nam lập đền thờ Mẫu Liễu Hạnh. Phủ Tiên Hương Nam Định được gọi là phủ chính. Quần thể di tích Phủ Dày rất là rộng lớn mọi người ạ. Hôm nay mình chủ yếu đi thăm các địa điểm chính thôi. Đây là đền Công Đồng, nơi thờ 12 vị vua nhà Trần cùng Tam Tòa Thánh Mẫu. Đây cũng là nơi thực hiện rất là nhiều giá đồng vào các dịp tháng 3, tháng 8 hàng năm.
Bây giờ thì mình xin phép kết thúc video tại đây. Cả nhà nếu có dịp thì hãy ghé thăm Phủ Dày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Lucy. Chúc cả nhà một năm mới thật nhiều sức khỏe, bình an và may mắn.